Hello anh em, lại là mình Support Hùng đây. Hôm nay thì bên Hùng lại về mẫu Olinic Shizuki anh em ạ. Lại săn được một lô khuyến mai nữa. Giá vẫn ngon như cũ. Mới được rồi thì hàng về hai lô rồi đấy, nhưng mà gần như là hết cháy sai, chỉ còn lẻ một hai sai. Thì hôm nay coi như là về bổ sung. Hôm nay về bổ sung sai, như là sai 415, 423 đều bị cháy hàng hết đấy, nhưng hôm nay về được bổ sung này đấy. Thì bổ sung sai 415, 423 luôn này. Ok, đây là tất cả thùng này là full màu mới nha mọi người. Thì giới thiệu cho anh em chút giày, đây hộp đây, Liên Ninh IR015-11 bản màu mới nhất, như giày mà động viên số 1 thế giới Suzuki đang đi. Đấy. Người ta sản xuất đây. In trên hộp giày đây. 2024-06-08 đây, không biết là chắc là mùng 8 tháng 6 2024 hay là mùng 6 tháng 8. Đấy, nếu mà là mùng 6 tháng 8 thì cũng chỉ cách đây có 2 tháng thôi, này vừa mới sản xuất thôi mọi người. Lô hàng mới căng đét luôn nhá. Nhưng này bản hai màu thì ông thích cái bản hai màu này hơn vì nó khá là độc đáo ấy. Như bên chân phải này, bên chân phải thì nó là màu vàng gạch đỏ này. Đấy, màu vàng gạch đỏ, vàng cam, mà bên chân trái là màu xanh gạch hồng, rất là độc đáo. Hai chân hai màu, hai chân hai kiểu gạch màu khác nhau, còn chủ đạo nó vẫn là màu trắng nhá mọi người. Màu mới này thì Hùng thấy là nó kiểu nó sang hơn đôi màu Shizuki ấy. Đấy, Shizuki đi thì là màu đen trắng, là màu cũ. Điểm gót thì rất là dày, lót của nó cũng rất là dày. Một số lần bóc hàng trước thì Hùng cũng live stream, Hùng cũng bỏ ra cho mọi người xem đấy. Còn chất liệu da thì con này là da trơn, rất dễ dàng lau chùi, cũng như là nó có các cái ống ánh trắng trắng này mọi người. Trông rất là sang xịn. Chất liệu vải da thì rất là mềm. Con này đi thì cảm giác là rất là đầm, chắc chân và cảm giác nó kiểu nó rất là nảy ấy. Đi cảm giác nó sướng chân mọi người, sướng lắm. Nó cảm giác nó rất là nảy. Đây, giảm chấn Liên Ninh Cloud. Đấy, công nghệ giảm chấn hàng đầu của hãng Liên Ninh nha. Đấy, lớp cloud rất là dày, độ đàn hồi cực cao. Đôi này thì giữ form dày rất tốt mọi người. Đây, công nghệ chống lật, gờ chống lật ở đây. Cả một bộ gờ chống lật đây. Đấy, công nghệ carbon fiber. Công nghệ Pro Balock giúp ổn định mặt đế, cũng như là ở chống xoắn theo các chiều. Khi chúng ta tiếp đất thì nó sẽ an toàn cho cổ chân ấy, hạn chế bị lật cổ chân. Nghĩa là tiếp đất nó sẽ ổn định. Đấy. Với cả công nghệ Pro Balock này nó còn giúp cho chúng ta vận động với cường độ cao mà không kiểu bị tê chân ấy. Đấy, mặt đế thì rất là bám nền này. Chất liệu cao su chống mài mòn, được phủ phun sơn đồng màu trắng ở mặt đế. Công nghệ giảm chấn Liên Ninh Cloud thì được làm từ chất liệu polymer mật độ cao. Đấy, có khả năng hấp thụ lực và giảm chấn tốt hơn 30% so với chất liệu EVA thông thường. Nó cũng có clip test thả trứng và chất liệu này cũng trứng cũng không bị vỡ, nó cũng giống như kiểu power cushion ấy, nó trứng không bị vỡ. Đấy, rất đẹp mọi người. Này thì Hùng đã nói chung đôi này Hùng cũng đăng một số bài, nhiều anh em cũng thấy nhiều lần đấy, nhưng mà hỏi hàng thì hết sai. Ok, đấy là bản màu mới, còn thùng bên này thì sẽ là bản màu cũ. Thùng bên này thì sẽ là bản màu như Shizuki đang đi luôn. Tặng cho cái móc, mấy cái móc khóa anh em ạ. Tặng cho hai cái móc khóa phun sơn trắng. Tặng quà. Tặng tất không tặng, tặng gì móc. À, tặng được 3 cái móc này á. Tặng cho đôi tất chính hãng cho xong. Có phải ngon không? Đây. Này thì có màu đen trắng và Shizuki, màu này thì nó sẽ trông kiểu basic đơn giản hơn, cũng như là nó
Nó kiểu trông cái kiểu màu trắng đen này trông nó sẽ kiểu khỏe khoắn mạnh mẽ hơn ấy. Màu Shizuku đang đi thì là màu này nha mọi người. Đen trắng. Và tiếp ở chỗ này nó sẽ khác, con kia thì nó sẽ kiểu có một cái viền ở đây, một viền màu đỏ ở đây, còn con này thì là một miếng da, xong rồi nó có hình quả cầu uốn lượn như kiểu một con rồng đấy. Cái giảm chấn thì vẫn như thế, nói chung nó cùng một mã mà. Đây con này sản xuất là 24 tháng 5 2024 nhé, 24 tháng 5 2024, nhưng mà lô hàng của 2024 nhé. Vào rồi, cái hộp này thì mọi người nhìn hộp biết là hộp này là hộp mà mẫu của 2024. Con này thì đấy, đấy nó sẽ có những cái biểu kiểu vảy sơn nó kiểu bất kỳ, họa tiết bất kỳ, ví dụ như bên này nó sẽ khác với bên này, kiểu vảy sơn nó là họa tiết bất kỳ. Chất liệu da nó cũng khó khăn nhỉ. Người xem con kia thì chất liệu da trơn, còn con này là kiểu chất liệu da nó hơi kiểu lì lì ấy đấy mọi người nhìn. Con kia thì là da trơn, con này là da lì. Chất liệu da nó cũng sẽ hơi khác. Đây là bản full, bản cao cấp nhất nha mọi người, chính là bản Shizuki đang đi nhá. Đấy, thì đôi này mẫu mới mà Hùng lại kiếm được giá sale tận 3,2 triệu, sale chỉ còn 2,020,000 với màu đen trắng và miễn ship toàn quốc, và 2,050,000 với bản màu mới miễn ship toàn quốc. Đặc biệt là mẫu này thì chắc ở Việt Nam chỉ có riêng về màu mới, chắc chỉ có support Hùng bán thôi, tại vì Hùng chưa thấy có bên nào bán, mà cũng họ không bán cũng là chuyện bình thường, tại vì họ không săn được sale nên chắc là họ sẽ không nhập. Còn support Hùng may mắn canh và săn được sale thì Hùng nhập về bán thì bên Hùng mới có. Thì có thể màu này là có một số shop có, đã từng có, hoặc bây giờ họ không nhập nữa vì nó không được sale chẳng hạn. Thì có thể các bạn hỏi bên một số shop khác họ có đăng, nhưng mà bây giờ có thể là họ không còn hàng, hết hàng. Thì bên Hùng có, nói chung là ở Việt Nam muốn mua mẫu Shizuki này thì anh em chắc chỉ liên hệ được bên Hùng, vừa mẫu lô mới sản xuất lại vừa giá tốt nữa, săn được sale nữa. Đấy. Còn về nói thẳng là về Ninh Ninh mà bây giờ tầm giá 2 triệu thì đúng là con này là ngon nhất rồi mọi người ạ. Con này là ngon nhất rồi. Không phải tự nhiên là Shizuki và đồng nghiệp Shizuki đi mấy năm nay đôi này đâu. Đôi này bây giờ cũng mới được sản xuất thương mại gần đây thôi nha mọi người. Từ 2023, cuối 2023 mới bắt đầu được sản xuất thương mại. Đấy, anh em tranh thủ cơ hội nhá. Hàng bên Hùng về nó hết nhanh lắm. Tại vì số lượng nó đây có 20 đôi thôi, mà chia đều ra các size thì mỗi size chỉ có 2-3 đôi mọi người.